Xin kính chào các bác. Các bác đang nghe bộ cấu hình gồm đôi loa sạc pin T12. Đôi loa có giá 24 triệu. Và đây là đôi loa đánh bát úp đất. Và em đang đánh với chiếc âm ly Mazang 2225. Một chiếc âm ly cực kỳ tuyệt vời của Mazang có giá 9 triệu 500 nghìn đồng. Và mời các bác cùng thẩm âm. Tí nữa sau video em sẽ giới thiệu kỹ. Một chiều dừng kể chuyện bên đôi thơm, nắng nắng mấy khi tuổi vừa đôi chín, tâm hồn đang trắng trơn như chim non khi ăn còn chưa no, khi có còn chưa. Tuổi thơ ấy bao nhiêu chuyện mưa nắng, nắng mưa lo một mình. Rồi nàng buồn thơ tận chẳng còn ngôi trang điểm qua màu phơn, để phải u đêm tạm cả hương. Các bác có thể thấy là âm thanh trong trẻo, mạch lạc, em dùng từ mạch lạc và đỉnh cao. Đó các bác, toàn những mỹ từ cực kỳ hay dành cho bộ cấu hình này. Và tại sao lại như vậy? Đầu tiên em xin giới thiệu các bác trước là nhấc cho anh giúp. Em sẽ nhấc con âm ly vỏ lưng nó ra. Một chiếc âm ly Mazang đẹp như mới luôn. Trước khi nói đến dòng Mazang đài các bác, thì nó có những dòng 2, đời 2 và đuôi 0. Và đuôi 2 và đuôi 0. Và nữa là đời 2 và đuôi 2. Và giữa, nghĩa là hai số này nó có đuôi 2, đuôi 0 và đuôi 2 và đuôi 5 các bác nhé. Ví dụ các bác có thể thấy là 2020 hoặc là 2220 hoặc là 2230 2030 các bác lưu giúp em. Thì cái số này nó ý nghĩa gì? Thì các bác chỉ hiểu đơn giản thôi. Những cái số này nó kiểu như là ở lần trên này là kiểu như cái series đời của nó, cái series đời thứ nhất, đời thứ hai. Còn cái số đuôi này, số 5 này, số 5 hoặc là số 0 thì nó thể hiện, ví dụ cùng là con 2220, công suất nó y hệt con này luôn.
nhưng mà cái chất lượng âm thanh và cái đẳng cấp nó khác hẳn hoàn toàn nhau các bác nhé. Cái đời, ví dụ các bác mua một chiếc âm ly đời 2240 luôn đi, hoặc là 30 đi, thì nó cũng không bằng được một con 2225 này các bác nhé. Đó, với những cái đuôi năm này thì các bác có thể thấy là có dòng 2325 thì dòng ấy là dòng khủng, dòng nặng hơn 30 cân. Đôi loa con âm ly đấy thì nó dao động giá từ 30 triệu đến 35 triệu. Còn mà sang 2325 thì quá khủng luôn. Đó. Còn con này nó là 2225 thì nó là đàn em dòng đó. Và những cái con đuôi năm này các bác nhé, nó là những con cực kỳ hay. Chiếc Mi Ma Răng này có giá 9.500.000 đồng. Trên thị trường những con này cực kỳ hiếm, thậm chí lên đến 11-12 triệu. Hôm trước có một bác hỏi tại sao em cứ nói giá thị trường như vậy, thì để các bác tham khảo thôi, không có ý gì cả. Còn các bác ưng thì mua. Đó các bác, bởi vì những chiếc âm ly này là những chiếc âm ly hàng công Mỹ. Độ đẹp của nó thì chưa thổi bụi các bác nhé. Em sẽ quay qua độ đẹp của nó với những chiếc âm ly mà nó dao động sản xuất vào những năm 70 mà nó đẹp đến cỡ như này. Các bác nhìn từng con ốc đấy, từng con ốc một đó các bác, thì nó đẹp như thế này thì phải nói là cũng là rất là may mắn. Và cái chủ trước người ta dùng ấy, thằng Tây Ngố các bác, nó phải dùng những con này. Thứ nhất là nó dùng giữ gìn đó, hoặc thứ hai là gia đình nhà nó rất là sạch sẽ các bác. Đó, thì những con âm ly may mắn như vậy, nó còn được sắc son như vậy, thì rõ ràng là nó được để vào tay của một chủ nhân trước đó là những người rất là sạch sẽ, hoặc là cái điều kiện nó sử dụng rất là tốt, thì nó cho ra một con âm ly bãi bao nhiêu năm tuổi mà nó còn đẹp này các bác nhìn đấy. Và nó đánh 4 con sò ma răng lớn. Sò này là sò cao cấp nhất của dòng ma răng các bác nhé. Cũng có những sò ma răng nhưng mà nó không phải dòng sò chữ đỏ này các bác. Dòng sò cao cấp của ma răng. Và chiếc âm ly cực kỳ tuyệt vời. Công suất của nó thì các bác yên tâm, em đánh đôi sạc pin này mỗi thùng lên đến 400W một thùng, nó oánh vẫn lo tòi phòi luôn các bác. Công suất thì nó ghi ở đây nó chỉ có, nó không ghi công suất các bác nhé, nó chỉ ghi là 120V đó các bác, nó không ghi công suất. Còn các bác yên tâm, nó cực kỳ nặng và gấu, nó rất nặng nguồn to. Với bộ với cái ruột âm ly này thì các bác yên tâm, nó thể chơi được phần lớn các loại loa. Những con âm ly ma răng này các bác có thể đánh được cả những đôi loa độ nhạy thấp, ví dụ những dòng loa của Nga Ngố đó, hoặc những dòng thùng nặng của Nhật Bản. Mà hay nhất là các bác nên ghép với những đôi loa Mỹ như vậy. Em đang ghép với chiếc đôi loa sạc pin giá 24 triệu. Bây giờ em sẽ đi vào ghép, em bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu kỹ đôi loa này, nhưng mà các bác nghe một đoạn cực kỳ hay đấy ạ. Tiếng của nó rất rất là hay các bác. Với những cái giai điệu như vậy thì rõ ràng là những bộ cấu hình này nó dành cho những bác nào thật sự là có hầu bao và cần kiếm đến những cái đẹp âm thanh các bác nhé. Bởi vì đôi loa nó khá là đắt, giá 24 triệu. Cái đôi loa này trên thị trường em nói thật luôn các bác, không có những đôi loa giá này 24 triệu đâu. Em để các bác giá rất là tốt. Em ngửa đôi loa xuống cho anh. Trước tiên nói về độ đẹp của đôi loa đi, các bác nhìn. Nó về cái thùng xốp nó đóng còn bo kín luôn, nên là cái tình trạng nó còn rất đẹp, không bị xước, không bị mè. Đó các bác. Model là 12 tây, đó các bác. Và trở kháng nó đánh biến thiên từ 4 đến 8 ohm các bác nhé. Đó. Một đôi loa rất là đẹp của, đây là cái cầu, nó có cầu chì của nó đây. Từng cái cầu chì một, đây cầu chì của bát, cầu chì của tép. Cái cầu chì này khi các bác đánh to ấy, tự nó nảy ra các bác nhé, nó không sợ cháy tép. Và đây là vi tinh chỉnh của nó. Đó. Đây là cái vi tinh chỉnh. Và đây phía dưới đây, một con bát, em đây đặt hẳn xuống cho anh xem. Con bát của nó đây các bác, con bát 30 phía dưới của Servin. Con bát này thì nó là bát đánh úp đất. Cái giải này nó đánh ra là cái giải siêu trầm các bác nhé. Và lỗ cộng hưởng của nó đây, cộng hưởng nó dài nhẵng ở phía trên, nó đi lên phía trên này và nó đi xuống. Và lưu ý giúp em, đây là những dòng loa, những dòng này là những dòng loa cổ, kiểu dạng là kiểu là đỉnh cao các bác nhé. Các bác có thể biết đến những cái dòng sản phẩm đỉnh cao của những hãng, thì đây là một trong những sản phẩm đỉnh cao, kiểu đầu bảng các bác, đầu bảng thời điểm ra mắt ấy. Thì những dòng loa này rất hiếm, thời ngày xưa để mua những đôi loa này nó dao động bằng cả gia tài các bác ạ. Những người cực kỳ giàu bên nước ngoài mới có, nên những cái hàng này về nó thường thường nó rất là đẹp.
rất là đẹp các bác. Nó tất nhiên thì hàng bãi thì theo năm tháng cũng phải có một số vết như thế này đấy các bác. Nhưng như vậy là cực kỳ đẹp các bác nhìn thấy ạ, bé tí như đầu ngón tay, rất rất đẹp luôn. Những đôi loa này giá 24 triệu, bác nào thật sự hiểu và kiếm đến cái đẹp nhất, những cái đỉnh cao của sạc Vin thì đây, cái này thì không thể so sánh với những đôi sạc Vin to được các bác nhá, điều nó hay hơn rất nhiều và nó là đỉnh cao của sạc Vin đấy các bác. Để nhắc lên cho anh, rất rất nặng các bác, lưu ý giúp em, rất nặng. Và thùng của nó là thùng gỗ màu rất đẹp các bác, đó, thùng gỗ rất đẹp, không biết là gỗ lạng hay là gỗ nguyên đây, nhưng mà theo cảm quan của em hình như đây là gỗ nguyên các bác ạ, theo cảm quan của em chứ không phải gỗ lạng đâu. Rất là nặng các bác. Đây các bác nhìn này, cái thớ gỗ còn nguyên phía sau đây các bác, thớ gỗ nguyên phía sau. Có cái hậu này nó bằng gỗ kiểu như gỗ ép, còn cái này gỗ mùn cưa các bác, cái này kiểu như gỗ mùn này các bác. Đó, cái này thì nó bằng gỗ mùn các bác nhá. Còn cái những cái phía này của nó em nghĩ là nó là gỗ thật đấy các bác ạ. Nó còn nguyên cả vân cơ. Đó, những đôi loa rất là chất lượng của Mỹ, nặng trịch luôn. Và đôi loa này thì nó sử dụng, em hôm qua em giới thiệu qua rồi, nó sử dụng một con trung trầm 20, nghĩa là nó chỉ kêu tiếng trung trầm và tiếng trung thôi. Riêng giải trung được cái con bass 20 này, nó thể hiện rất tốt, tiếng nó vang vọng, nó rộng mở, các bác có thể nghe ngay trên bài hát em test đấy ạ. Nó tiếng cực kỳ vang vọng bằng một con tép fit các bác, có còi bằng nhôm này, cái kèn nó bằng nhôm này. Nó cái loe như kiểu cái còi các bác, ở trong này là cái tép đôm các bác nhé. Và bộ cấu hình này thì nó dành cho đỉnh cao thôi. Em bây giờ em xin mở lại một đoạn nhạc liên khúc nữa để các bác nghe thử. Nó có thể chơi đa thể loại được, bởi vì đây là một trong những chiếc một trong những đôi loa có thể chơi đa thể loại, giàu nhạc tính, đánh bass sâu. Tiếng bass nó như siêu trầm các bác nhé, như kiểu các bác đánh siêu trầm hơi các bác. Và chiếc âm ly này cũng là một con âm ly tuyệt đỉnh, giá 9,5 triệu, đánh mà nó cực kỳ hay. Có lâu lớt, chỉnh bát min chép hai cầu AB cộng B đây các bác, 4-16 ohm. Đó, tình trạng mình đẹp xuất sắc, cũng phải như đập thùng luôn, cực kỳ đẹp các bác. Đây là mặt lưng của nó, âm ly cực kỳ đẹp. Bắt đầu có nhu cầu lấy thì cứ nhắn tin cho em qua hai số điện thoại trên. Bây giờ mời các bác cùng thưởng thức chất âm của bộ cấu hình này tiếp, hay không đỡ được các bác ạ. Âm thanh cực kỳ trong trẻo và tĩnh lặng các bác. Ngày nào hai đứa thường qua cơn phố mưa trong tiếng đường, chiều đi trên phố kỷ niệm. Chính bởi vì cái thiết kế oánh loa nó chấn chạch xuống dưới đất như vậy, úp xuống đất như vậy, nên khi mà nghe cái âm trầm nó làm cảm giác nó rung rung dưới sàn nhà, và cái chân em để dưới sàn nhà cảm giác nó rung động, và tiếng trầm nó đi lên từ dưới đi lên, rất là hay các bác. Cao luôn các bác, chất âm của nó phải thật sự tĩnh lặng luôn các bác ạ. Và bây giờ em sẽ đo kích thước của nó. Những đôi loa này rất là hiếm nên là em sẽ giới thiệu kỹ các bác. Và những đôi loa này thì các bác tìm trên mạng cũng rất là ít khi có những cái tài liệu, bởi vì nó là dòng loa hiếm các bác. Em sẽ đo các bác kích thước của đôi loa này. Chiều cao của nó là 1m02cm các bác nhá, 1m02cm. Đó. Và chiều rộng là 35. Chiều sâu tính cả e căng là 36 phân các bác nhé. Đó, 36 phân. Đó, như vậy là đôi loa thùng, mỗi thùng nặng cực kỳ nặng luôn, phải hai người mới khiêng được các bác. Đôi loa này rất nặng luôn, em chưa cân kỹ nhưng em áng chừng nó phải hơn 50 cân. Rất rất nặng luôn. Bởi vì nó cái hệ thống thùng cộng hưởng, nó có những cái phiến gỗ phía trong này rích rắc nên nó rất là nặng. Thứ hai nữa, cái củ từ con bác nó rất là to. Đó,
Đôi loa này giá 24 triệu, sạc pin 12T. Đó. Ở Việt Nam mình chỉ có 3 shop, 3 đơn vị bán hàng có những đôi loa như vậy. Và giá thì có những shop bán lên 42 triệu các bác nhé. Nó tùy hứng và tùy thời điểm các bác ạ. Có những thời điểm nhập nó rất đắt, có những thời điểm nhập được rẻ. Thằng Tây, có những thằng Tây nó ngố nó bán rẻ, thằng Tây nó khôn thì nó sẽ bán lại cho dân lái bên nước ngoài giá cao, thì mình phải nhập với giá cao thôi các bác, không phải trách người bán được. Quan trọng nhất là chúng ta tìm được những đôi loa còn đẹp, còn zin nguyên bản và nó chính xác là hàng chuẩn thì chúng ta mua. Có một bác khách nói với em rằng là đắt rẻ không quan trọng, quan trọng nhất là đắt phải sắt ra miếng các bác. Và các bác lưu giữ em là cứ hàng đẹp, hàng chuẩn mà bán chiếc âm ly này, những chiếc âm ly này và những đôi loa này, em luôn luôn là nói cái giá tốt nhất các bác với những chiếc âm ly đẹp, hàng chuẩn rồi. Còn để nói, rất nhiều bác hỏi tại sao Tiến Dũng bán không cho mà cả, thì thật sự các bác là em nói là nói để giá vào việc, không phải là nói giá để mà cả. Các bác mất thời gian và làm như vậy nó rất là mất thời gian cho cả em và các bác luôn, nên là báo giá các bác là các bác chơi luôn. Đôi loa giá 24 triệu, âm ly giá 9,5 triệu, một con âm ly cực kỳ hay của Mazan các bác nhé, đuôi năm, là những con âm ly đuôi năm này rất hay, tiếng hay không đỡ được luôn các bác ạ. Lấy bộ cấu hình này hoặc lấy đôi loa, hoặc có thể lấy lẻ chiếc âm ly có giá 9,5 triệu, đôi loa giá 24 triệu. Đó thì nhắn tin cho em qua hai số 0981193686 và 0983662586. Em giao hàng toàn quốc. Địa chỉ cửa hàng của em là thôn Đường Hồng, xã Thành Đa, Phúc Thọ, Hà Nội. Các bác có thể đến xem trực tiếp và còn rất nhiều sản phẩm đón chờ các bác nữa. Rồi xin kính chào các bác.